Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, bàn giải pháp năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn nhấn mạnh đây là kỳ họp xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung xem xét thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2021, nhiệm vụ giải pháp năm 2022, đồng thời tập trung thảo luận xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Để hoàn thành khối lượng công việc theo chương trình kỳ họp, tôi trân trọng đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp trên cơ sở các quy định của pháp luật tập trung xem xét với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của mình đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua báo cáo thẩm tra của các ban, để Hội đồng Nhân dân tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách được đi vào cuộc sống và được triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cử tri. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17. Xin trân trọng, cảm ơn. Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm 2021 tỉnh Hưng Yên thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí cho rằng, yêu cầu đổi mới và phát triển tỉnh Hưng Yên ngày càng lớn, có nhiều mục tiêu lựa chọn trên con đường đổi mới và phát triển, nhưng không có mục tiêu lựa chọn nào cao hơn, quan trọng hơn là lợi ích của nhân dân. Do đó, Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân cần phải hành động vì lợi ích của nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Năm 2022 sắp đến, cho dù còn nhiều khó khăn, thách thức, rất khó lường, nhưng chúng ta tự tin vững bước tiến lên dưới sự lãnh đạo của Đảng, của tỉnh ủy, phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao và tinh thần đổi mới sáng tạo của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, sự ủng hộ và giám sát của nhân dân. Thực hiện như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, tiền hô, hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, nhất định chúng ta sẽ thành công. Hay cũng như quán triệt lời dạy của Bác Hồ, thực hiện phương châm đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Tôi và cả hệ thống chính trị, nhân dân tỉnh Hưng Yên tin tưởng mạnh mẽ chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp văn minh. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021 cho thấy, dù gặp nhiều khó khăn nhưng tổng sản phẩm GRDP của Hưng Yên tăng 6,52%, cao hơn so với kế hoạch và mức bình quân chung của cả nước. Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 8,8%. Thêm 4 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, thu ngân sách đạt 17.300 tỷ đồng, vượt 27% so với dự toán, trong đó thu nội địa đạt 13.700 tỷ đồng, vượt 34% so với dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 96%, thu nhập bình quân đầu người đạt 87,7 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,32%. Tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Hưng Yên vẫn cơ bản kiểm soát tốt, không để dịch bệnh lây lan diện rộng, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép. Một số tồn tại hạn chế là lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ, du lịch, hoạt động văn hóa, giáo dục gặp nhiều khó khăn, suy giảm mạnh, vốn đầu tư phát triển giảm. Tiến độ thi công một số công trình giao thông chậm, nhiều dự án vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Năm 2022, tỉnh Hưng Yên sẽ quyết liệt thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiếp tục chủ động tự cân đối ngân sách, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, phấn đấu tổng sản phẩm xã hội GRDP tăng 7%, thu ngân sách phấn đấu đạt trên 19.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng. Tại phiên khai mạc, kỳ họp cũng nghe báo cáo, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, các tờ trình, dự thảo, nghị quyết, báo cáo thẩm tra về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách,
phân bổ nguồn thu, xây dựng một số công trình giao thông. Phiên họp cũng tiến hành cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên và đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy do đã chuyển công tác.